bữa xe được bắt đồ khách lên xe được bắt đồ mình chụp hình lên đó chứ. Ừ, hồ nó thì mắc, hồ nó thì nó bán mạng cảnh ở vài nhà chả. Ừ, cái đó mới chụp hình đó. Don't recommend it here, but it's a good mall, it's a good mall.